chung và chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, Roy City, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 4. Và hôm nay là ngày cuối của khóa tu, và đây là buổi sinh hoạt Phật Pháp cuối của khóa này. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Đại chúng có mệt không? Giống như lên núi vậy, đi lên núi nó nói không mệt, nhờ không mệt mới lên tới đỉnh núi. Thế đại chúng, Đức Phật dạy á, tất cả là do tâm của mình tạo. Nghĩa là cái cảnh á, vốn nó không có vui hay là buồn, khổ hay là hạnh phúc, mà tới cái tâm mình nhận nó làm sao, cái cảnh nó chuyển thành tâm. Cho nên khi mà mình chuyển được tâm á, thì cảnh sẽ chuyển. Cho nên nhà Phật mới nói tu tâm. Tu tâm tức là mình chuyển cái tâm mình. Cho nên cả cái quá trình tu tâm không phải như người ta thường nói, tôi không cần đi chùa, tôi không cần ăn chay, gõ mõ, tụng kinh, tôi tu tâm. Mà thưa đại chúng, tu tâm là tu cao lắm. Tại vì cái mục đích của đạo Phật là phải trở về với cái tâm mình và biết chăm sóc cho tâm mình. Mà người mà nói là tu tâm tức là người đó phải tu cao lắm. Mà chúng ta là những người đang muốn chuyển tâm, cho nên mình biết đi tìm những phương pháp tu tập, tham dự khóa tu rồi tụng kinh niệm Phật vân vân, hầu giúp cho tâm mình trở về tĩnh lặng một chút, mỗi ngày một chút. Mình đang là cái người huân tu. Huân là gom lại. Huân rồi bắt đầu, khi mà nó dày lên rồi mới kêu tập. Huân tập. Cũng giống như nếu mà nghiệp chướng của mình, có nhiều người ta huân tập, nhưng mà ta không có chánh niệm để huân tập, thì ta huân tập cái gì? Huân tập cái nghiệp. Cái nghiệp xấu gọi là huân tập cái nghiệp xấu. Còn bây giờ chúng ta đang là những người huân tập cái nghiệp lành. Vì vậy mà ở Việt Nam thời xưa ta đi núi đó, lên trên núi cao không bao giờ ta nói mệt. Tại vì nói mệt là mình mệt thiệt. Ôi là khỏe quá. Cứ nói vậy mà lát lên tới đỉnh. Mà hồi nhỏ mình cứ nghĩ rằng mình nói như vậy là chắc có Phật tiên gì phù hộ cho mình. Nhưng mà khi mình lớn lên mình nghĩ cái đó là do sống. Tâm mình nghĩ khỏe thì mình sẽ khỏe lên. Tâm mình nghĩ mệt là nó sẽ mệt. Cho nên đừng có mong, đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình hạnh phúc. Ta quay về chánh điểm trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn. Vì tình nào thương ta hơn tình ta? Không có tình nào thương mình bằng tình của mình. Cho nên mình chuyển được tâm là chuyển được. Ví dụ như ngày hôm qua có một bác phát cho biểu, tuy chỗ rất chậm, rất khó ngủ, say quá đụng lại là đụng người rồi. Rồi á, mình một bên này là Ca Lăng Tần Già, mà bên này là Cộng Mạng Chi Điểu. Ở trong Kinh Di Đà nói đó, ở cõi Cực Lạc có những giống chim: Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng, và có một chim tên là Cộng Mạng. Đó là những giống chim ở cõi Cực Lạc, ngày đêm sáu thời,
tuôn ra những pháp âm mà làm cho người ta nghe sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, dễ sợ. Thành thử ra những giống chim nó hót lên, trời ơi ngủ không được. Còn thay gì mình nói trời ơi ngủ không được nữa, ô Phật. Ngày hôm qua ở Pháp Quang có một vị hỏi rằng con ngủ không được, con niệm Phật có tội không? À, thì nằm ngủ niệm Phật có tội không? Pháp Hòa mới nói hỏi Phật coi Phật có ok không? Nếu Phật không nói gì sofa là mình quýt rồi đó. Nhưng mà thưa đại chúng đó, mình và bác cuối cùng bác nói là nhờ như vậy mà chúng con có kinh nghiệm hiểu biết thêm nhiều tiếng ấy. Thành thử ra tâm chuyển là cảnh chuyển. Vì vậy cho nên nhiều khi mình muốn chuyển một con người xấu á, mình đừng có nghĩ rằng mình phải làm cái gì họ chuyển. Quyền lực không làm họ chuyển được, thế lực không làm họ chuyển được, tài lực không làm họ chuyển được, chỉ có cái đức lực mới làm được. Vì ngày xưa cổ nhân có dạy, đức giả chỉ bổn giả, tài giả chỉ mạt giả. Cái đức mới là cái gốc, cái tài là cái nhánh, cái ngọn. Đức giả chỉ bằng mặt, đức giả chỉ bổn giả, tài giả chỉ mạt giả, mạt là nhánh, là cành. Mà nhánh cành thì nó có thể gãy, chỉ có gốc nó mới vững. Cho nên ví dụ bây giờ mình không, mình nói người ta không nghe, mình biểu người ta tu, nhưng mà mình đừng có biểu ai tu hết, mình cứ tu đi. Mình tu rồi thì cái chánh báo của mình mà tốt rồi, chuẩn rồi đó, thì chánh báo mình sẽ là cái y báo của người khác. Người ta nhìn của mình, ta nói à, tu như chị này có kết quả, đi chùa 4 ngày về tôi thấy có thay đổi. Còn mới vừa bước vô cửa, trời đất ơi trời, tôi đi tu 4 ngày về nhà để một đống chén cho tôi rửa. À, cái người kia sẽ nói vậy, đi 4 ngày ai làm việc nhà đây. Và khi mà mình tu, mình thấy chén chỉ là chén thôi thì mình rửa chén mình khổ. Thấy chén là Phật, năm nào cũng chờ ngày Phật đản tấm Phật hết. Vậy tại sao không thấy mỗi ngày có nhiều Phật cho mình tắm? Thấy một xin chén là thấy một xin Phật, rửa chén là rửa tâm, rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Nếu mình đọc cái bài kệ đó lên thì tự nhiên rửa chén hạnh phúc. Rửa mặt là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Đánh răng và súc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Cho nên mình thấy đánh răng không có phiền, mà đánh răng là hạnh phúc. Có nhiều người ta vừa đánh răng ta hút gió, tại ta đánh răng giả, ta cầm răng giả ta đánh. Nhưng sao đánh răng sắc. Từ cái người mà có đánh răng giả hạnh phúc hơn mình, còn mình có bộ răng thiệt mà đánh răng không được hút gió. Ở cái người mà ta không còn răng mà người ta biết nghĩ ra ta cũng hạnh phúc. Có ai hạnh phúc như tôi không? Vừa đánh răng vừa hút gió. Ở trong này có một cái câu hỏi đó. Nếu mà mình thấy một cái người kia xấu ác quá, mình nổi cái tâm sân hận của mình lên, mình thấy người khác hà hiếp người này, ăn hiếp người kia, mà mình nổi tâm sân, thì vị Phật tử hỏi là bây giờ làm sao cho con bỏ cái tâm sân đó, chứng tỏ là con chưa có hiện sẵn. Đây là chúng, nếu mình thấy một cái người người ta xấu ác mà mình không làm gì chuyển người ta được, bởi vì cái thế lực ta lớn quá, quyền uy người ta nhiều quá, thay vì mình khởi tâm sân hận là mình tự khổ cho mình.
cứ mỗi một lần mình thấy cái nghiệp xấu của ta thì mình lại thêm nghiệp khổ lụy cho mình, đúng không? Đáng mà mình phải thấy cái người làm khổ, cái người xấu đó, thay vì như vậy mình khởi tâm từ bi cho họ. Mình khởi tâm từ bi với cái người bị khổ và cái người đang làm khổ. Hồi nãy đạo hữu trong này mới ghi nè, làm sao cho con có thể có được từ bi hỷ xả. Bây giờ từ hỷ xả là con không xả được, tại con thấy cái người kia xấu quá. Thì bây giờ còn hai chữ từ bi giữ này đi. Từ bi là sao? Thấy tội nghiệp cho cái người đang làm cái việc. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái mình thấy một ông vua ông ác, mình thấy ông vua ác, mình làm sao mình dám nói ông vua? Từ khi nào mình là ông quan? Mà quan mà phải có trí tuệ, phải có chánh niệm để khuyên can ông vua nữa đó. Chứ nếu không là phạm tội khi quân. Chứ đừng có tưởng mình là người dân mà có thể nói gì với vua. Cho nên có những người xung quanh mình không nói được họ, nhưng mà mình càng nói thì nghiệp lực khổ lụy giữa mình với họ càng sâu hơn. Tại vì họ là người không sẵn sàng để nghe mình lấy gì mình nói. Thôi bây giờ mình cứ lấy cái đức độ người hay hơn là lấy cái quyền thế độ. Có những người chỉ cần sống với một người chồng hay một người vợ hay một người anh, một người cha, chồng, mẹ, vợ gì đó mà khó khăn, mà cái tâm tu của họ càng phát triển từ từ điểm hết. Có những người đã thành công ở mức đó. Có một vị Phật tử vào gặp hỏi sao kỳ này đi được mấy ngày, đi có xin phép không? Thì vị này mới trả lời, nói bây giờ con thoát được cái đó rồi. Hồi xưa đi là xin, cho đi mấy ngày là về mấy ngày. Mà bây giờ, hồi xưa là tiền trảm hậu tấu không? Đi rồi mới gọi về, nói anh ơi em ở chùa rồi. Thì là em đi 4 ngày với anh, mà không có mình không nói với ai. Rồi về tu đã đi rồi về tính sao. Nhưng mà nhờ cái đức tu của mình bây giờ chị, bây giờ đi chỉ cần nói anh em chỉ tu 4 ngày, ổng quan hệ, ổng nói nữa. Mình thấy rõ, tu là chuyện, có tu là có chuyện. Mà mình, người ta thấy rõ là người ta hoan hỷ cho mình đi tu vì mình có thay đổi. Mình biết nhẹ nhàng hơn, mình không có chống bán người ta. Từ từ, tự người ta sẽ thay đổi. Cho nên á, mình thấy một cái người mà người ta làm cái điều xấu. Quý vị nhớ cái bài kệ đó không? Cho con biết khiêm hạ, không thấy lỗi của người, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lòng. Bây giờ mình thấy cái người đó có đủ quyền uy quá, mà làm sao mình nói? Thôi thì bây giờ thay vì mình hận họ, hù họ, mà cũng chẳng dính dáng gì, chẳng qua là mình có máu anh hùng, thấy người khác bị ăn hiếp, mình tức mình hơn. Mà mình cũng không thể nào là làm anh hùng cứu mỹ nhân, hay là mình làm cái kiểu gọi là thấy người ta hoạn nạn mà không ra tay thì không phải là kẻ dũng. Nhưng mà mình lấy cái lòng thương xót, một bên thì đang trả nghiệp mà một bên thì đang tạo nghiệp, ví dụ mà. Cho nên quan trọng là cái tâm mình chuyển cảnh, tâm mà chuyển thì cảnh sẽ. Và thưa đại chúng, Đức Phật dạy chúng ta, mỗi người chúng ta là tự là chánh báo của mình. Mà một khi cái chánh báo của mình đã có rồi thì mình sẽ là y báo của người khác. Thế nào là chánh báo? Chánh báo tức là cái báo cho cái quả báo mà chúng ta đang thọ nhận đây, là cái chánh nhân, là cái gốc. Và cái gì nó xung quanh nó đi theo là cái phụ, chứ gọi là y. Ví dụ như á, mình á không biết ăn sầu riêng thì mình không bao giờ mua sầu riêng về ăn, và mình sanh con mình ra nó cũng sẽ không biết ăn sầu riêng, tại vì mình không bao giờ mua, mình không bao giờ ăn, thì đứa nhỏ nó cũng không biết sầu riêng này. Nó có trường hợp thì mình là chánh báo không ăn sầu riêng, con mình là y báo không ăn sầu riêng.
người mà bản chất gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nắp là chánh báo không? Bước vô nhà họ thấy cái cách họ trưng bày dọn dẹp là hiểu được chánh. Nhìn cái y báo hiểu được chánh báo. Quý vị hiểu ý chánh báo với y báo không? Chánh báo là mình, y báo là cái phục vụ. Cái người mà người ta đơn giản, ta ăn mặc nhìn cũng thấy đơn giản, trang điểm nhìn cũng đơn giản. Cho nên mỗi người ai cũng có cái chánh báo của mình, và tự cái chánh báo mình trang nghiêm thì cái y báo mình. Cho nên trong kinh đó, mỗi lần mà khen ngợi Phật hay nói câu chánh báo và y báo, hai cái báo này. Ông bà nhớ có một câu chùa để con đối: hải khoáng thà hàm thiên không, y chánh hữu vô tổng giai như thị. Chánh tính như đại địa, bất tăng bất giảm, bất khả tư nghị. Đó là một câu đối của một con chùa mà con đi tới giảng. Thấy câu đối hay. Cái đức như biển gọi là hải đức, hàm thiên không là bao hàm cả bầu trời này. Y báo như vậy, chánh báo như vậy, trước sau sẽ như vậy, gọi là y chánh hữu vô. Có hay không thì trước sau nó sẽ lộ ra. Chứ có những vị mà người ta làm chùa rất dễ, có những người ta làm rồi, có những người làm hoài đặt lên đặt xuống, mà có người làm tới đâu thành tựu đó. Đó là cái phước báo của mọi người, cái chánh báo của họ thì cái y báo đó. Cho nên đó, cái phước, có phước là có tất cả. Cho nên người Hoa thật sự ra trên đời không có cái ông nào tên là ông Phước, ông Lộc, ông Thọ. Phước Lộc Thọ là ba ý niệm của người đời, và người ta tưởng tượng ra, cho nên ta tạc ra ba cái tượng đó, chứ không có cái ông nào tên Phước, tên Thọ và tên Lộc. Cái bộ đó ta kêu là Tam Đa: đa Phước, đa Lộc, đa Thọ. Chữ đa là nhiều, nhiều Phước, nhiều Lộc, nhiều Thọ. Người ta mới tạo cái tượng, cái bộ tượng ta đem về nhà ta trưng. Mà ông Phước phải đứng đầu, tại vì có Phước sẽ có Lộc, có Phước sẽ có Thọ. Bây giờ không cần mình biết, mình nói mình tôi tin nhân quả tội phước, vậy mà gặp ai sung sướng nói cha anh có phước quá ha. Không tin mà sao xài chữ đó. Nếu mà anh không tin nhân quả tội phước, không tin là làm lầm được lầm, anh nói chữ phước chi? Anh thấy người ta gia đình hạnh phúc cho nên anh có phước ghê, anh thấy con cái ta thành tựu anh có phước ghê, mà bình thường anh bác rõ ràng mình có thầm nhận. Thật sự ra mình không có phước là không có. Ví dụ như bây giờ tiền thiệt là nhiều, đã có phước tiền của mà không có phước sức khỏe, bệnh lên bệnh xuống. Tiền có nhiều để mua thuốc uống không? Ta phước nó cũng có phần, ta kêu phước phần. Ta phước có phần là sao? Mỗi người có cái phước từng phần, chứ không có hiếm ai mà phước trọn. Có người có cái phước có hạnh phúc gia đình thì lại không có cái phước tiền của. Có người có phước tiền của rất nhiều nhưng mà thiếu cái phước con cái. Con cái không nên thân, ví dụ vậy. Cho nên tự mình phải cảm nhận cái phước nào mình đang có tạo thêm, thiếu phước nào mình thiếu thì mình bồi thêm. Để kêu tu bổ. Thưa đại chúng, là mỗi ngày ai cũng thích uống một viên multivitamin, một viên thuốc bổ. Thuốc bổ từ A tới Z để chi? Uống vô nó thiếu chỗ nào bổ chỗ đó, cho nên kêu thuốc bổ mà. Thể mình thiếu vitamin C thì vitamin C vô nó bổ chỗ đó. Thiếu chất sắt thì uống nó vô để nó có chất sắt bổ vô chỗ đó. Mình uống một viên thuốc bổ không có sao hết, tốt. Nhưng mà cái đó mới bổ ở mặt thân thôi. Chúng ta phải kiếm một viên thuốc bổ cho tâm. Mình khuyết cái chỗ nào mình bổ chỗ đó. À, mình khuyết cái phước à. Khen người, đa số là mình khen mình thôi, chê người,
thiếu phước tập. Giờ ráng bỏ cái tập đó. Bỏ cái thói quen là mình khen người nhiều chút. Ví dụ vậy. Cho nên phước ai cũng có, nhưng mà từng một. Rồi mình tự quán chiếu để mình thấy mình thiếu cái phước. Cho nên mình ở đời á, nếu mình gặp được một cái người thiện hữu tri thức nâng đỡ nhắc nhở mình tu cũng là một cái phước. Rồi gặp thầy lành bạn tốt á. Và thế nào để mình biết cái vị đó là một cái vị minh sư? Thật sự khó biết. Tại sao? Tại vì có nhiều khi ở thế gian này người ta hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát. Và cũng có nhiều khi người ta hiện tướng Bồ Tát mà ẩn tàng phàm phu, mà sao mình nói được? Thành thử là đặt cái câu hỏi làm sao biết ai minh sư? Em đâu có dám chỉ. Chỉ mà lỡ không đúng em lãnh đạn. Nhưng mà Phật có nói một cái điều là ngay cả khi ngạ đang hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, khi Đức Thế Tôn không còn ở đời thì chúng con nương vào đâu để làm thầy? Phật nói các thầy đừng nương vào ai cả, các thầy hãy nương vào hải đảo của chánh pháp. Tại vì chỉ có chánh pháp mới là cái người dẫn đường cho mình đi đúng thôi. Còn con người khi người ta thấu được cái chỗ này mà người ta bế tắc rồi, mà mình đi kiếm một cái bậc minh sư toàn vẹn hơi khó. Nếu như ở trên đời mình quy y tăng á, thì mình nhớ là mình nương tựa một vị thầy mà mình cảm nhận hiện tượng trước mặt mình là vị đó có thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo. Mình nương theo một phần nào ở nơi vị đó. Mà nếu mà tốt nhất là mình nương cái gì? Mình hãy nương cái pháp mà đừng có nương người. Tức là cái đó gọi là y pháp bất y nhân. Cho nên Đức Phật nói các thầy phải nương tựa nơi tự mình, phải trở về với hải đảo tự thân. Và hải đảo tự thân này chính là hải đảo chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới xác định lại mình đi đúng sai đấy con. Trời, có nhiều người nè, quý vị nhớ câu này: người tà nói pháp chánh, người tà nói pháp chánh. Cái người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Cái người chánh mà họ nói, cái người chánh mà nói tà pháp mà lọt vô tai người chánh pháp thì họ cũng sẽ chuyển tà pháp thành chánh pháp. Còn chánh pháp mà lọt vô tai người tà thì người tà cũng biến nó thành tà pháp. Trong kinh có câu đó: người tà nói pháp chánh, pháp chánh thành tà pháp. Người chánh nói pháp tà, tà pháp thành chánh pháp. Ví dụ như mình biết nấu ăn, người ta đưa nồi cơm nhão cho mình là mình biết biến thành cháo. Mình không biết nấu ăn, người ta đưa cơm nhão mình dùng rác. Ví dụ vậy đó. Mình mà biết nấu ăn, người ta lỡ đưa cho mình một nồi cơm nguội không xài được, mình đem ra mình bóp nó ra, mình để trong cái rổ, rồi mình đem phơi cho ráo để dành làm thính. Nó xốp, nó thơm, không cần rang gạo. Vậy thử lỡ hôm nào nấu cơm nguội nhiều thì có bỏ, rải nó ra trong cái tre rồi đem phơi cho tiệm thôn để dành làm thính xài. Vậy thì bây giờ cũng vào ví dụ về đại chúng hiểu cái chỗ đó không? Cho nên mình đi tìm minh sư. Mà thật sự không ai dám vỗ ngực xưng danh tôi là minh sư. Mà cũng chẳng ai dám chỉ cho mình ở đâu có minh sư. Và nếu mình đủ duyên mình gặp, mình nhận ra nơi vị đó có cái thân giáo, có khẩu giáo, có ý giáo thì chúng ta nương được. Còn lỡ nếu mà mình gặp một cái vị nào đó không có đúng như mình nghĩ thì mình cứ nghĩ này là gì?
đây là hiện tướng phàm phu mà ẩn tàng Bồ Tát, để tâm mình không khởi cái tâm khinh thường, mà tới tâm khinh thường là mình giảm phước. Còn nếu vị đó thật sự mà không có tu mà phá giới để đi thì cái việc đó của vị đó chứ không phải của mình. Phiền hà chi chuyện đó, thì mỗi người có cái hải đảo của mình hết rồi. Mình nương vào hải đảo chánh pháp mình, nếu mình thấy cái điều đó đúng và đây là không đúng thì tại sao mình phải ngồi đó mình thấy cái này không đúng, cái này không đúng, nói chi đâu cần. Cũng giống như bây giờ đem hai cái pizza ra đây, một cái pizza rõ ràng là miếng thịt trên đó, mình cũng chẳng cần này thịt, này thịt, ai ta cũng biết hết, chứ không phải chỉ có mình biết này thịt, mình không cần nói gì hết, ta đi ngang ta tự. Cũng giống những đứa nhỏ đây, nó biết bản thân nó là allergy với đậu phộng, nó thấy chỗ nào có đậu phộng là tự nó làm sao nó lui ghe, mình không có cần phải nói gì hết, tự nó biết. Không còn tổ chức khóa tu cho các em nhỏ, nó biết nó allergy với cái gì là tự động nó nói cho mình biết, nó nói con allergy đậu phộng, con allergy đậu hũ, mà nó khổ làm thầy chùa mà cử đậu hũ mới chết rồi. Mà nó cử các loại đậu hết, tất cả cái gì mà thuộc về ngũ cốc là nó cử hết, chứ mình không làm cái gì cho nó ăn được hết. Rồi cuối cùng nó chỉ ăn cơm cơm xào chút tương cái gì đó mà không thể có bất cứ một cái chất gì có đậu. Mình đã nghe nó không ăn đậu hũ, mình lấy đậu kỳ cho nó ăn, nhưng mà nó làm từ đậu nành nó cũng ăn luôn, không ăn. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có cái câu hỏi là làm sao biết mình xưng. Thật sự trên đời chẳng ai dám tự xưng mà cũng không ai dám chỉ. Thì mình tự mình cảm nhận ở nơi người đó mình học được. Hồi xưa thì cổ đức có câu: đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Đệ tử mà tìm thầy dễ lắm, tại vì ông thầy cũng giỏi là ông ở đâu nổi tiếng kìa, phật tử đệ tử cũng kéo về kiếm. Mà người thầy mà muốn kiếm một đệ tử chân truyền thì sao, khó lắm, trong một biển đệ tử biết tìm ai. Đệ tử tầm sư dị, sư tầm đệ tử nan. Cũng giống như là vua vậy, con một đống vậy mà nhiều khi ông không kiếm được một cái người con nào để truyền ngôi đó, cuối cùng phải tìm một thần dân nào đó để truyền. Con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ cho con. Cốt thân nhân không để lâu trong chùa, vậy bao lâu đem rải cho? Tùy mình. Đâu có cái quy định là mình để bao lâu. Bây giờ nói cái vụ rải cho. Thưa đại chúng, là có nhiều vị đã thắc mắc là chết chôn tốt hay thiêu tốt. Thật sự ra chôn thiêu gì cũng được hết. Trong các loài động vật, con người là động vật tối cao. Con người khác với con vật. Con vật chết rồi không ai chôn, nó nằm đó và tự những con thú khác tới chia sẻ. Con người thì phải tìm cách thanh toán cái xác chết khi người đó không còn được. Thì bây giờ ở trong cõi người có 5 cách để giải quyết cái đó. Một là chôn, gọi là an táng hay là hổ táng. Hai là đốt, gọi là hỏa táng. Ba là đem bỏ xuống sông, gọi là thủy táng. Bốn là đem bỏ vô rừng, gọi là thi lâm táng. Bốn là năm là chặt ra cho chim ăn, gọi là liễu táng. Ở bên Tây Tạng á, là cái vùng núi, người ta không có đất để chôn mà cũng không có cây rừng, thì ở bên Tây Tạng buộc lòng phải chặt cái xác chết ra từng khúc rồi đem rải ở trên đó, rồi con gì nó ăn được là nó ăn, cái đó là điểu tăng. Thì bây giờ có 5 cách để giải quyết, hỏi là cái nào tốt, cái nào gọn gàng, sạch sẽ, thuận lợi cho mình là tốt. Cũng giống như bây giờ mình thiêu đi, rồi bây giờ thật sự thiêu thì mình kêu là cát bụi trở về với cát bụi, chôn thì cũng trở về cát bụi, nhưng mà nó thiết long thang. Còn thiêu thì nó mau lắm, 6 tiếng là nó xong. Rồi thiêu rồi cát bụi trở về cát bụi, nhưng mà cũng tiếc, xin hủ cát với về cất chút. Rồi cất ở chùa, cất ở nhà, hay thậm chí mướn mấy cái chỗ để.
một thời gian sau mình phải giải quyết là đời mình thì mình còn đi thăm viếng, chứ còn con cái của mình, cháu chắc đời sau chắc gì nó thăm. Nhiều khi chùa nó còn không tới nữa, nó rảnh đâu, nó đi kiếm cốt ông ngoại ông nội nó để đâu. Thì thôi bây giờ trước khi mình đi á, mình giải quyết cho nó rồi để mình yên lòng. Mình ví dụ bây giờ mình con mình cháu mình là mình không biết, là chắc chắn là bây giờ mình còn sống nó còn thăm thì huống chi cái hũ nó đi thăm. Rồi thì bây giờ trước khi mình mất cho mình giải quyết đi, mình kiếm cái chỗ cái xong nào mình rải cho rồi để mình yên lòng. Thật sự ra mình không giải quyết thì chùa cũng để đó thôi, nhưng mà mình sẽ cảm thấy là mình còn vướng bận người thân ở đâu đó, thôi thì mình rải cho trong sự vào gọi là thủy tán cho rồi để mình nhẹ lòng, mai mốt mình có trăm tuổi thì cũng không có gì phiền hà. Và thậm chí tới mình cũng dặn luôn, con giữ má 3 năm 4 tháng gì đó rồi con rải đi cho con khỏe, con có mua đi những tiểu bang khác thì con khỏi phải lo. Vì ở cái thế giới này, cái quốc độ này nó vậy thì mình phải như vậy. Và ngày xưa người ta hay nói đó, ai chết trước động mồ động mã, ai chết sau thì rã thi thi. Nó có hai cái ý, một là chôn nhiều quá hết đất rồi chính phủ giải tán bắt mình phải lấy cốt đó. Ai chết trước động mồ động mã giờ tao cho chôn nữa buộc lòng phải thiếu, ai chết sau thì rã thi thi rồi mày không còn đất chôn. Có những vùng đất ở hải ngoại này á, là cái quốc gia nó quá hẹp lắm và mình không có được mua đất vĩnh viễn. Mỗi một miếng đất mua chỉ có giá trị 20 năm. Sau 20 năm người nhà phải lên ký giấy mua trở lại miếng đất đó, có trường hợp như vậy. Cho nên nếu quý vị không giữ cái cốt nữa thì quý vị có thể rải cho, không có sao hết, không tội lỗi gì hết. Vì mình cần phải giải quyết. Mà nếu chính bản thân mình muốn giải quyết cũng được. Sau khi má mất rồi 49 ngày xong con rải, con rải ra xong cho xong để con khỏi phải lo gì nữa, mà má cũng muốn nhẹ nhàng, ba cũng muốn rảnh rang. Hôm qua giờ cứ nhiều giấy di chúc lắm, mấy bác ở trên chùa là bác nào cũng làm tờ di chúc cho hôm qua. Cho nên hôm qua là nặng gánh giang hồ. Bác nào ở trên chùa giờ thấy mình có bác thì không còn con cháu, có người thân, có bác thì thấy con cháu có vẻ thờ ơ quá, thôi mấy bác làm sẵn giấy tờ, có bác thâu thẳng cái tiếng của mình trong băng trong dĩa để lại. Má có 100 tuổi bất cứ việc gì con cứ lên nói thầy Pháp Hòa để lo hết cho má. Cho nên bây giờ em mà không biết đổi số phone gì nữa đây. Số nào cũng kẹt, thôi đổi 911 cho rồi. Con có duyên đi chùa tu học nên chồng con bạn bè đem tặng nhiều DVD, CD. Mà bây giờ con không còn nhà, để cất giữ lại con phải làm sao? Đem vô chùa. Không phải riêng CD là ngay cả kinh sách. Nếu mình không có đọc nữa hay là mình muốn chia sẻ với người khác thì mình mang đến mình đưa vô chùa, thì chùa sẽ có cái chỗ nào đó để cho người khác thỉnh. Và thật sự ra đến một lúc nào đó cái xã hội nó tiến hóa và cái DVD nó cũng không còn gọi là áp, nó không còn thông dụng nữa, thì mình có thể recycle, đâu có tội lỗi gì. Ví dụ một quyển sách, một quyển kinh mình in chặt, mình in nó không đúng, cái nhà in người ta in nó không đúng, thì khi mà người ta in, đâu có một quyển kinh nào in ra là nó đúng đâu. Mỗi một quyển kinh một nhà in ta nhận cho mình ta in đó. Trước đó là ta cũng đã phải hủy mấy chục cuốn, tại vì in nó trần, nó có thể nó xéo, nó lem gì đó, thì buộc lòng cũng phải recycle. Tức là khi chúng ta sử dụng nó mà không bằng cái tâm khinh xuất thì là không có lỗi. Ví dụ như bây giờ mình nằm nghe kinh, có nhiều người nó nằm nghe kinh tội. Thật sự ra nếu mà mình bệnh, mình không thể ngồi mà mình phải nằm để nghe kinh, mình đâu có nằm bằng cái tâm khinh xuất đâu mà là lỗi. Vì cái thân thể mình không đủ sức để mình ngồi thì mình phải nằm thôi.
mà nếu mà nó là nằm không được nghe thì vĩnh viễn người bệnh sẽ không được nghe được. Cho nên đặc biệt trong nhà Phật, các cái điều mà chúng ta thấy chúng ta có kính trọng, nhưng nếu đến một lúc nào đó nó không cần thiết phải cái đó thì chúng ta làm mà bằng cái tâm chấp nhận, chứ không phải là mình khinh thường mình làm. Con có một thắc mắc của người bạn như vậy: thỉnh cầu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần thì Ngài đồng ý, ý nghĩa như thế nào? Cái này là chịu chết. Thì bởi vậy, nhưng mà theo Pháp Hòa đó, có lẽ vị này đọc trong Kinh Pháp Hoa, Ngài Xá Lợi Phất bạch Đức Thế Tôn nói cái nghĩa sâu mộng. Đức Thế Tôn mới nói: thôi thôi, chẳng nên nói nữa, chẳng nên nói nữa. Là bởi vì cái pháp cao siêu thì không thể tự mà mình nói được, mà phải người ta thỉnh cầu mình mới nói được. Tại vì nếu người ta không cầu mà mình cho đó, cái đó gọi là vọng cao. Cho nên quý vị xin thọ giới phải thỉnh sư cầu xin được nhận giới, chứ sư không thể tự truyền. Nếu quý vị có lòng thỉnh thì quý vị mới hết lòng nhận giới. Còn mình không có tâm cầu thỉnh thì mình đâu có mở lòng mình nhận giới. Ví dụ như quý vị phát tâm quy y thì quý thầy mới làm lễ quy y. Còn mình không muốn quy y mà ai đó xách mình vô, nhét mình vô chỗ này nó quy y đi để cho nó trống, để cho nó đầy chỗ, mình ngồi đó mà tâm mình không có mở lòng thì mình đâu có tiếp nhận được. Cho nên người ta nói cái câu vậy nè: hữu thỉnh hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta có mời mình mới tới, người ta không mời sao mình tới được. Thì ở đây cũng vậy, có những điều mà mình phải thỉnh Phật thì Phật mới có thể nói, mà không phải thỉnh một lần. Giống như Ngài Di Mẫu của Phật, Maha Ba Xà Ba Đề, bà đến xin Đức Phật xuất gia, đâu phải Phật nhận liền được, phải vài lần cầu thỉnh. Tại sao Phật làm vậy? Thứ nhất, vì bà là một đương kim hoàng hậu, nếu bà tới bà muốn tu mà Phật nhận liền, e nó có hai sự việc xảy ra. Một, người ta sẽ nói Phật tiên gì, dòng tộc bà con vô cái ok liền. Còn mình tới phải dò la đủ thứ. Thứ hai, nếu bà là một hoàng hậu quyền quy đang ở trong triều mà vô tu mà Phật nhận, liệu bà có làm quyền trong giáo đoàn của Phật không? Cho nên có một cái việc làm của những bậc tuệ giác tâm phàm mình không thể thấy được, mà mình cứ trách không. Cho nên nó chư tổ cũng nhắc chúng ta: thánh ý năng thâm phàm tâm năng chắc. Cái thánh ý, cái ý của bậc thánh nó cao sâu lắm, lấy cái tâm phàm làm sao mà trắc nghiệm được chỗ đó. Thánh ý cao thâm phàm tâm năng chắc. Rồi khi mà Phật không cho bà xuất gia rồi, bà cùng với 500 cô thể nữ cạo đầu đi bộ đến chân chảy máu, đứng ở ngay cái góc tịnh xá. Ngài A Nan đi về thấy trời ơi, tự nhiên Di Mẫu bữa nay đổi style hết rồi. Ngài A Nan đâu biết chuyện gì, what happened, chuyện gì xảy ra? Thì bà mới nói: tôi xin Phật đi tu mà Phật không cho, tôi buồn tình quá, tôi làm trước. Ngài A Nan nói: đệ đó con, vô sinh Phật cũng đâu chịu. Nói riết cái Phật mới nói: thôi thầy đi mời, thầy A Nan mời Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đến đây, tôi cần nói chuyện với hai thầy. Hai thầy vô, Đức Thế Tôn mới nói: bây giờ Di Mẫu muốn xin tu với 500 cô thể nữ, các thầy nghĩ. Bàn tới họp lui, cuối cùng ra một quyết định là lập nên bát tịnh tăng, để cho các vị tỳ kheo ni tuân giữ, nếu đồng ý thì tiếp nhận. Nhưng mà quý vị cũng không thấy được cái thâm ý ở phía sau, tại sao bát tịnh pháp cũng có mặt. Tại vì cái thời đó ở Ấn Độ có một bộ luật tên là luật Manu, mà cái luật đó là xem thường người nữ, coi người nữ không ra
một cái vai trò gì trong xã hội. Thì Đức Phật phải lập một cái gì đó để cho bộ luật đó nó không có tác dụng được trong cái giáo đoàn nữ của mình. Thì trong đó mới có một câu là dù người nữ tu 100 năm cũng phải kính trọng một thầy mới tu, dù chỉ một ngày. Nghe như vậy thì tưởng đâu là Phật trọng nam kính nữ, nhưng mà lúc đó Phật phải cứu vãn cái tình thế. Nếu Phật không có câu đó thì luật Manu nó chi phối. Cho nên mình phải hiểu được cái tâm của Phật, cái hoàn cảnh của Phật trong lúc đó thì chúng ta mới biết thương Phật. Phật không thì chúng ta hậu sao mà chúng ta cứ chấp. Ngay cả Đức Phật mà còn trọng nam khinh nữ, ngay cái câu đó Đức Phật mới nói là các vị tỳ kheo ni không được an cư mà không có chư tăng. Tại sao? Nếu mà ni mà ở một cái nơi mà không có người nam bảo hộ thì bộ luật đó sẽ xâm chiếm. Những cái thế lực hay là những cái tên mà gọi là ác bá nó sẽ xâm phạm vào cái đoàn thể của người nữ này. Cho nên có chư tăng ở bên để cho họ biết rằng cái nhóm người nữ này được bảo hộ bởi một nhóm người nữ. Cho nên tất cả những cái điều đó nó đều là những cái điều mà bảo hộ cho người nữ bằng một cái ngôn ngữ khác và một cái cách trình bày khác. Cho nên mình phải hiểu daddy của mình thì mình mới có thể thương daddy được. Cho nên thỉnh 3 lần là vậy. Giống như con mình mà xin đi chơi sức mấy mà nó xin lần mình cho, xin lần nó cho nó lợn mặt nó sao? Không, nó phải năn nỉ cuối cùng nó nói má cho con đi, đi cuối tuần này con ở nhà. Hay là mình phải đặt một điều kiện với nó. Ví dụ như là mà con cái mà nó xin mình đi chơi 5 lần mình chỉ say yes 3 mà phải say no 2. Chứ 5 lần yes hết lần mà cũng không thể 5 lần thôi. Tại vì như vậy không phải là cái cách. Thôi đừng đem thánh chỉ lên. Phật tử chúng con đã quy Tam Bảo, thọ Bồ Tát giới hoặc đang xuất gia gia duyên thì lễ lại bàn thờ vong linh, hương linh như thế nào? Mấy lại? Đối với bàn thờ vong linh trong chùa đều có hình Phật A Di Đà hoặc Bồ Tát Địa Tạng treo trên cùng thì lại thế nào? Có vị thầy nói rằng nếu đã quy Tam Bảo rồi thì không nhất thiết phải lại bàn vong, lại Phật là đủ. À, bây giờ mình giải quyết câu trên trước. Đấy, à, bây giờ ở trên bằng linh ta thờ Phật rồi thờ Bồ Tát rồi mình lại sao mấy lại. À, bây giờ nếu mình lại nó mô gì Phật cái lại này cho Phật nè. Đó là mô cắt dòng lại này cho dòng. Nói cho rõ ràng hả? Thưa đại chúng là tất cả cái hình Phật Bồ Tát mà để treo trên đó là biểu tượng là ví dụ Bồ Tát Địa Tạng hay Đức Di Đà, thì thường mình có quan niệm là Đức Di Đà tiếp dẫn, Ngài Địa Tạng tiếp dẫn. Nhưng mà cái bàn thờ đó mình gọi chính là bàn thờ vong thì mình lại theo vong thôi. Thì mình lại theo vong thì bây giờ lại người mới mất hay lại, lại người chết mà chôn rồi bốn lại, còn lại ông già này ba lại. Lại Phật ba lại. Ba lại là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Bàn vong mà lại bốn lại là tượng trưng cho tứ thân phụ mẫu, tức là nội cha mẹ bên nội, cha ông bà, cha mẹ bên chồng, cha mẹ bên vợ, hay là nói là bốn cái ơn trong đời mà chúng ta nhận lãnh. Còn hai lại là tượng trưng cho nhị đế, tức là giữa tục đế và chân đế, hay nói cách khác là âm và dương. Ví dụ bây giờ cái người đó họ mới mất
trên nguyên tắc là chết rồi, tức là người âm, nhưng mà chưa chôn thì họ còn ở cõi đời nên là dương, cho nên người mới chết mình lại hay lại. Nhưng mà rồi nói vậy thì có phải trong kinh quy định chuyện đó không? Cái này là truyền thống văn hóa của nhân gian Việt Nam mình. Và đạo Phật có một cái đặc biệt là đi đến quốc gia nào không bao giờ chống bán với văn hóa truyền thống của quốc gia đó, mà biết hội nhập với truyền thống quốc gia đó, và chẳng những vậy mà còn đóng góp nhiều ý nghĩa hơn nữa để cho cái tập tục đó nó mang nhiều ý nghĩa thâm sâu. Người Phật tử chúng ta phải hiểu như vậy thì chúng ta cúng mà không khổ, còn không là cúng ta đâu khổ ta đâu. Ăn cái gì mà ăn dữ cúng năm bảy món, ví dụ vậy đó. Cái vấn đề cúng kiến là chỉ là nó là phong tục của Việt Nam, nhưng mà đạo Phật thấy không, cái đó nó không có gì lỗi, và hội nhập được với văn hóa cúng kiến đó mà biết đem cái giáo pháp vào trong đó để chỉ dẫn để chúng ta. Còn vấn đề mình mà quy tam bảo rồi mà không lại linh đó, nó cũng đúng. Bởi vì người quy tam bảo là chúng ta quy Phật, quy pháp, quy tăng, còn lại đây là biểu tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ ông bà, chứ nó có là quy y gì đâu. Ví dụ bây giờ á, không lẽ Pháp Hòa nói tôi quy y tam bảo rồi tôi không cần chào ai hết? Tại sao lúc mình quy tam bảo người ta sống sờ sờ, gặp chào muốn chết luôn, vậy mà ta chết rồi không lại? Nó có đúng. Cái chào trong xã hội này giống như là một cái điều mà mình tỏ bày cái sự cung kính lẫn nhau khi mình gặp nhau. Ví dụ bây giờ một vị hòa thượng mình gặp thì theo cái lễ là mình chắp tay mình kính và con bạch hòa thượng. Không lẽ hòa thượng không chắp tay nó mô Phật chào đạo hữu? Không lẽ hòa thượng ngoảnh mặt đi chỗ khác? Mình nói hòa thượng sao? Mình chê hòa thượng sao? Chỗ hòa thượng kỳ không? Tôi chào ông, chào bạn. Thì ở trong cái đời này mình gặp nhau là mình chào. Thì ông bà tổ tiên đã mất thì mình lại có sao? Lại là tỏ lòng cung kính. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như á, một cái gia đình Phật tử đó ta quy tam bảo hết rồi, từ trên từ lớn tới nhỏ quy hết. Rồi ông bà nội ta chết, không lẽ nó con quy tam bảo hết đứng bên hết thì khỏi lại. Rồi mình ra mình đứng cúng ngay gia chủ tụ gì nguyện hương lễ ai lễ. Không lẽ bắt mấy Phật tử bắt người nào vô lễ? Không có đúng. Không có make sense. Cái chuyện mình lễ lại đó là bày tỏ lòng kính trọng. Đây trong này cũng có câu. Người bạn nói tại sao phải lại Phật? Người bạn đó nói là Phật không kêu chúng ta lại, mà muốn chúng ta thực hành lời dạy của Ngài hay giáo pháp của Ngài. À, con thì không có hiểu biết nhiều nên không có giải thích được câu nói trên. Đúng rồi, Phật đâu có biểu mình lại. Nhưng mà ai mình tự lại hay Phật biểu? Mình tự lại. Mình lại này là để tỏ lòng biết ơn. Chứ Phật có biểu mình đâu. Tại sao chúng ta vẫn tạc tượng Đức Trần Hưng Đạo, Đức Vua Lý Thái Tổ, mà chúng ta trưng hoặc là những cái vị mà có công với xã hội, với quốc gia, thì chúng ta tạc những tượng của các vị đó gọi là để tưởng niệm. Thì Đức Phật là một người đã cho chúng ta một con đường tu tập, một con đường an vui giải thoát thật sự. Chúng ta có tạc cái tượng của Ngài để biểu lộ sự kính trọng của mình. Ai mà không biết lại cái tượng, ai biết. Nhưng mà bởi vì mình lại như vậy để tập cho mình có một cái tâm khiêm cung và biết lòng, biết nhớ ơn. Tượng chỉ là một biểu tượng. Ai không biết cái tấm vải mà phải chào, vậy mà hãy cái lá cờ dương lên, một bản nhạc chào cờ đưa hát lên, thì hàng ngàn, hàng chục ngàn người, hàng trăm ngàn người phải đứng nghiêm túc để chào cái tấm vải đó. Đó là tấm vải mắc gì chào. Nhưng mà trên tấm vải đó tượng của đất nước, của quốc gia. Cho nên cái tượng Phật đó là biểu tượng.
chứ còn Phật không biểu chúng ta phải phải chán hơi chán. Em là vì sao chán? Ta đã phán mà chán cũng vẫn lên. Thôi giờ giải quyết câu ba câu của bác Tâm Trán là mấy vị này mà không được trả lời là kiếm bà Trán kia tự trả lời. Thì cho nên quý vị nào đã quy rồi, mình có lại ông bà cha mẹ cũng là cái điều không có gì sai hết. Đó là biểu tượng, biểu tỏ cái lòng biết ơn của mình. Giờ mình có lại, không lại ông bà cũng có nói gì đâu. Mình có nói gì nữa đâu, nói. Có nói được nữa gì đâu. Kính Thầy, xin Thầy hoan hỷ giải thích ngộ vô sanh nhẫn. Thưa đại chúng, chữ nhẫn là chúng ta phải nhẫn nại, chịu đựng. Hay là nói cách khác là chúng ta chấp nhận. Nó có rất nhiều những cái phương pháp để nhẫn. Nhưng mà đại thể gom lại có ba cái chánh. Thứ nhất là sanh nhẫn. Sanh nhẫn nghĩa là chúng ta đang sống giữa con người với con người thì chúng ta nhẫn nhục con người với nhau. Cái đó gọi là sanh nhẫn. Pháp nhẫn gọi là hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như cách đây một tuần mình phải nhẫn mưa đá, trời lạnh, phải không? Rồi đến hôm nay thì mình phải nhẫn với cái nóng. Mình đến cái khu vực đất này mình tu, khi mà cơ sở nó chưa đủ thì mình phải pháp nhẫn với hoàn cảnh chật chội, chỗ ngủ khó khăn, muốn đi giải quyết sanh tử mà phải xếp hàng. Đó là pháp nhẫn. Rồi ta trong này nó ngọt quá, thôi để đi dạo bộ ra ngoài ngắm trăng cho nó đẹp. Trăng ở trên kia đẹp mà dưới này nó hôi quá chịu không thấu. Thì cũng phải pháp nhẫn. Pháp nhẫn nghĩa là hoàn cảnh. Mà có những cái hoàn cảnh chúng ta sống ở trong cái hoàn cảnh đó, mà nếu chúng ta buồn phiền thì chúng ta khổ, mà chúng ta nhẹ nhàng với nó thì chúng ta vui. Bởi vì no choice. Vì con cá nó ở trong cái lò nước đó, nước ít thì nó phải sống theo nước ít, nước nhiều nó phải sống nước nhiều, không có nước là nó chết. Thì nó phải ngáp ngáp và nó nói có còn hơn không, có còn hơn không. Chứ làm gì giờ? Rồi quý vị, rồi bây giờ đến cái mức thứ ba nè. Đến cái mức thứ ba gọi là vô sanh nhẫn, nghĩa là không cần phải khởi một cái tâm niệm gì để nhẫn hết, mà mọi việc nó đã như thị như thị. Các pháp nó như vậy thì nó là như vậy thôi. Ví dụ như mình nói mình đi qua Ấn Độ, lọt chân qua tới Ấn Độ rồi, bữa cơm nào cũng có cà ri hết thì phải vô sanh nhẫn à. Ngồi xuống phải thấy cà ri cho nó, tại sao cà ri? Các pháp như thị, Ấn Độ là cà ri. Thấy cà ri thấy Ấn Độ. Quý vị không thấy Phật bắt ấn sao? Hỏi thầy ơi con tụng kinh bắt ấn gì? Bắt ấn gì cũng được, còn cái Ấn Độ chưa bắt. Thấy Phật bắt ấn, nói thầy ơi con thấy Phật bắt ấn thì tụng chú Đại Bi bắt ấn gì? Phật đã bắt Ấn Độ.
Quý vị lưu ý ha. Sanh nhẫn, pháp nhẫn, vô sanh nhẫn. Ví dụ như bây giờ mọi ngày nào đi làm cũng gặp một cái người khó chịu hết. Rõ lẽ ngày nào cũng phiền não với cái người đó mà không thay đổi. Mình nuôi cho là phải làm việc với họ thì tốt hơn hết là vô sanh nhẫn. Họ nói gì mình cứ ngồi nghe thôi, mà mình nói lại là có chuyện thôi, họ nói chuyện xong là xong. Việc của mình làm thì họ làm, và thậm chí mình làm việc với họ là chẳng qua công việc chứ không có gì việc. Con xin Thầy từ bi giải thích tự Bồ Tát Quan Âm tứ diện trước chùa. Cái này Pháp Hòa có nói rồi một lần ở trong cái khóa tu giống vậy. Nhưng mà đại khái thật sự ra đó thì tất cả đã những cái tự Bồ Tát là do chúng ta tạo để mang một cái ý nghĩa. Bốn mặt là tượng trưng cho từ bi xã, hay là tượng trưng cho những cái đức tính của một vị Bồ Tát. Ví dụ như cầm cái viên ngọc là thí vô úy, cầm cái cây như ý là cho mình sự như ý, cầm cái bình là thí dược cho thuốc, ví dụ vậy gọi là cứu bệnh đó. Thì mỗi một vị Bồ Tát biểu tượng một cái hình tượng, nó biểu tượng cho một đức tánh tu hành. Một câu nữa rồi mình nghĩ. Xin giải thích cho con rõ về công án thiền của Ngài Nam Tuyền Trảm Miêu. Tức là Ngài Nam Tuyền chém con mèo á. Thật ra con không hiểu công án này đã lâu, giờ xin Thầy giúp con. Bao lâu nay không hiểu, vẫn bình thường thì thôi, hôm nay không hiểu được cũng tốt. Biết đâu hiểu rồi kiếm mèo trảm sao. Thưa đại chúng, đây là một câu chuyện mà Pháp Hòa nhớ và cũng đã trả lời câu hỏi này mấy lần rồi. Có một hôm đó là chư tăng trong một ngôi chùa hai bên đó tranh giành một con mèo với nhau, thì gây cấn cũng khá nặng. Thì Ngài Nam Tuyền là sư phụ đi về tới, Ngài biết được cái chuyện là chư tăng giành con mèo, thì Ngài mới cầm con mèo lên, Ngài mới hỏi rằng nói cho được thì ta tha con mèo, nói không được thì ta giết nó. Ý Ngài muốn nói rằng các thầy là người tu, cái gì cũng bỏ hết mà giờ không bỏ được con mèo, vậy thì các thầy nói tôi nghe đi, các thầy tu vì cái gì thì không ai nói được. Thì Ngài là một vị thầy, nói sao phải làm vậy, cho nên nói giết là phải giết. Nhưng mà giết con mèo để làm gì? Để cảnh tỉnh cho tất cả chư tăng ở đó biết rằng vợ con không có, chó mèo cũng không. Mà giờ giành mèo là giành gì? Ở ngoài đời nó ôm mèo đã đành, các thầy tu mà cũng giành mèo là sao? Cho nên buộc lòng Ngài phải giết con mèo. Chiều lại, một người đệ tử thân tín của Ngài đi về tới, Ngài kể câu chuyện y hệt như vậy. Thì kể xong, người đệ tử lột chiếc dép để trên đầu bước ra cửa. Thì Ngài Nam Tuyền mới nói phải hồi chiều ông về kịp thì con mèo này được cứu. Tại sao người đệ tử lại lấy chiếc dép để trên đầu? Bởi vì theo thông thường á, dép là phải mang dưới đất, mà hôm nay dép mang trên đầu thì người đệ tử đồng cảm với thầy, lẽ ra mình tu mình không sát sanh, nhưng hôm nay thầy phải làm một cái việc ngược đời và thầy sát sanh. Nhưng mà cái sự sát sanh của thầy để thị tỉnh cho mọi người thì điều đó không có lỗi. Quý vị hiểu được
Có nhiều khi mình thấy một người mẹ tán đứa con bằng tay, đó là hành động của ác. Nhưng mà cái tán bằng tay đứa con á, với mẹ nó tán nó, với mình tán nó, hai cái tâm nó khác. Mình tán nó là tại vì mình giận tức nó, còn người mẹ tán nó là có ẩn chứa lòng từ bi, vì thấy con mình hư mà không nỡ để nó hư, phải tán cho nó tỉnh. Cho cùng một hành động mà hai tâm niệm. Mình đánh một con vật có thể là tại vì mình bực bội nó dơ giấy, nhưng Đức Thế Tôn cầm cái cây quất cái con nai kế bên, vì không phải ngài bực nó mà ngài đánh cho nó sợ nó chạy, vì ngài thấy cái tên thợ săn đang đi tới. Quý vị hiểu được cái chỗ đó ha. Giờ về trả miêu nữa nha. Thôi giờ giải quyết câu bà Tráng đi. Cho cốt cha mẹ lâu năm đem thủy tán có bị bất hiếu không? Có không? Thưa đại chúng, hồi nãy Pháp Hòa có nói đó, mình muốn để hay muốn giữ đó là tùy mình. Nhưng mà bởi vì nếu chúng ta cần giải quyết để các con cái sau này nó không bận lòng phải lo, mà mình cũng không bận lòng là vì mình biết nó sẽ không lo, thì mình giải quyết thôi chứ không có gì bất hiếu hết. Thật ra đó, như nãy mà nói, trong các loài động vật, con người là động vật tối cao, thì con người thường có nhiều cái suy nghĩ để làm gì, để giải quyết. Pháp Hòa xin lỗi đại chúng là con vật nó có dục không? Nhưng mà nó có cần đám cưới không? Nhưng mà con người mình thì nó khác, vì con người mình tối cao hơn nó. Trước khi nam nữ gặp nhau để đi cái chỗ xa hơn, phải có cái lễ cưới để nó hợp pháp. Thế thôi. Thì ở trong cái trường hợp này cũng vậy, nếu mình nằm chết đó không ai làm gì thì nó sình, nó hôi lên thì nó ô nhiễm, nó bệnh tật tùm lum, thì buộc lòng phải giải quyết. Còn giải quyết như thế, ví dụ đi, mình để cái di chúc lại là mẹ chết phải đem về Việt Nam làm tám cho lớn, kèn tay kèn ta cho đủ, con bên này đi làm không đủ tiền, nội cái thủ tục trở về Việt Nam là 30.000, rồi đem về bển, rồi kèn tay kèn ta làm rình rang cho nó, rốt cuộc rồi cũng chôn dưới thiên. Đơn giản thì cũng hủ, mà rình rang thì cũng hủ, thì thế thôi. Bây giờ quý vị thấy là cái trường hợp đó là như vậy, cho nên không có cái vấn đề bất hiếu. Bất hiếu hay không là lúc sống mình đối xử với cha mẹ sao thôi, chứ còn cái chết xong rồi mình cũng giải quyết sao. Nếu mà mình không có khả năng, mình nói mẹ ơi con có khả năng, không lẽ mẹ làm gì nó đi mượn đi không? Làm gì làm, miễn làm đám cho mẹ lớn là được. Vậy chứ có hiếu đâu, đúng. Hay là bây giờ mình thấy có những người con á, cha chết mẹ chết, vô chùa làm trai tăng cúng dường kinh kinh bố thí, còn một người con đãi tiệc linh đình, mua nhà lầu xe hơi, đủ các loại visa, laptop, iPad, iPhone đốt quá trời cho mẹ luôn. Hỏi đốt chi vậy con? Đốt cho mẹ con xuống dưới ở, mà đi chùa cầu cho mẹ con siêu, đi chùa tụng kinh cầu siêu cho mẹ lên trển ở, mà đốt nhà cho mẹ xuống dưới ở. Vậy là mình muốn sao? Mà thường thường có trường hợp nó xảy ra không? Chết là lên chùa cầu cho mẹ con siêu, hay là ba con siêu, mà nhà cửa đốt quá trời quá đó. Hỏi đốt gì? Đốt xuống dưới ở. Mẹ ở đây nè, ngay cái thế giới ta bà này, ở housing mà còn không dám bỏ lâu nữa, chứ đừng nói nhà tiền của mình. Đi sợ mất của. Nhà thì của chính phủ, mà của là trong đó của mình. Một cái nhà mình có, mình giữ. Cho nên không có cái gì gọi là bất cứ. Tôm cá có ăn không? À, tức là bỏ xuống sông rồi tôm cá nó có ăn không hả? Cái đó phải hỏi nó chứ sao hỏi em. Trời thật ơi. Em làm với em là tôm với cá.
em rảnh quá em đi theo rình tụi nó để coi nó ăn cái gì. Bây giờ mình giả dụ, giả dụ bây giờ con cá hay con tôm nó ăn cái xương cốt của người chết, mình nói ví dụ vậy đi, rồi mình nói mình không ăn, nó ăn xương cá của nó, ăn xương cốt của con người mình không ăn, mà nó ăn luôn cả xương thịt của con vật khác mình cũng nuốt hà rầm, có sao đâu. Nói chi chuyện đó đây, mình cũng nuốt biết bao nhiêu ra sao mình không nói. Ngại chi một con tôm con cá nó phải nuốt nhầm của mình. Mà nếu mà nói cho đúng ra là kiến ăn cá ăn kiến thôi, mình ăn nó thì giờ tới phiên mình nó ăn lại quệ. Thắc mắc gì? Pháp Hòa nói vậy quý vị nghĩ có phải không? Cái thân mình hằng ngày nuốt bao nhiêu mạng, cả đời của mình ăn bao nhiêu con tôm, ăn bao nhiêu con cá. Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Quý vị nghĩ cái câu đó, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Cũng có lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình. Lúc lâu lâu mình nghe cái tiếng kêu nó mình giật mình. Thì cho nên mình, cái chuyện mà nếu mình phân tích thì là nó như vậy. Ví dụ bây giờ thả nó xuống, mình thả cốt xuống mà nó có nuốt nhằn đó thì cũng tốt thôi, nó ăn con vật nó phải kiếm cái gì để nó sống. Bây giờ nó không ăn xương cốt của mình, hàng ngày nó cũng kiếm những con vật nhỏ hơn đó, nó nuốt đó. Chẳng hạn cái thân mình đó cũng nuốt bao nhiêu con cá và con tôm. Cho nên hồi xưa Quan Công á, ổng chặt đầu người ta, ổng bị người ta chặt đầu ổng rồi. Thì cái bữa nọ có một vị hòa thượng ngồi thiền thấy ổng cầm cái thanh đao mà không có đầu đi kiếm người ta trả thù. Ngài mới hỏi ông đi đâu? Nói con đi kiếm người thù của con để trả. Ngài mới hỏi thù gì ông trả? Nói thù chặt cái đầu của con. Ngài mới hỏi ông làm quan ông chặt bao nhiêu đầu? Nói dạ vô số. Ngài nói ông chặt vô số cái đầu, bây giờ đền có một cái đầu trả cái gì? Một câu khai thị đó ông ngộ. Cho nên ông làm già lâm cách đi. Nói giờ con không được tổ rồi, chỗ con đâu có ở. Được rồi, tôi sẽ ký tự cho. Cho nên Ngài mới nói với Thầy tạo cái tượng của Quan Công đem vô chùa thờ. Từ đó về sau trong chùa có cái tượng Quan Công gọi là các vị già lam thánh chúng. Tại sao những vị tu khi qua đời được xây tháp để thờ? Thì tại đệ tử thương. Còn như em không ai thương, không biết đời em đi đâu. Thế đại chúng thật sự ra đó, thường là xây tháp đó, là mình xây cho các vị cao tăng. Bởi vì sao? Bởi vì khi các ngài còn sống, cái hạnh đức của các ngài đã làm nên cho một cuộc đời gì đó. Khi các ngài mất đi, thật ra các ngài không hề đòi hỏi. Nhưng đệ tử muốn làm một biểu tượng, một cái tháp đó, để người ta thấy cái tháp đó thì nhớ ngài và học hành của ngài. Giống như bây giờ chúng ta tạo một cái tượng Đức Quan Âm mà chúng ta xây tháp của Phật. Nhìn là Phật ở đâu thì lại nhớ tượng Phật đến đó để nhớ cái hành đức. Ví dụ như bây giờ Phật Di Lặc á, thật sự ra cái tướng của Phật Di Lặc á không có phải bụng bự vậy rồi ngồi cười ta toét vậy đâu. Phật Di Lặc không phải tướng đó, nhưng mà tại vì người Trung Hoa đó, họ lấy cái biểu tượng của ngài Bố Đại Hòa Thượng, họ đồng hóa với Phật Di Lặc, rồi họ tạo cái tượng của Hòa Thượng Bố Đại ra họ thờ. Rồi bây giờ mình nhìn cái tượng đó mình kêu là Phật Di Lặc. Nếu mà Phật Di Lặc mà ngài ở trên mà ngài nhìn xuống mà ngài nói trời ơi, tôi đâu có xấu dữ vậy, tôi đâu có bụng, tôi đâu có dữ vậy. Nhưng mà bởi vì cái thời ở bên đời, ở bên Trung Quốc á, nó có một cái thời đại là có một vị hòa thượng tên là Bố Đại Hòa Thượng, và thật sự tên ông không phải là Bố Đại, nhưng mà bởi vì cái thường cái tướng ông là cầm một cái túi vải to thì người ta ổng gọi ông là Bố Đại Hòa Thượng.
Rồi Ngài đi tới đâu Ngài cũng cho người ta bánh kẹo gì đó. Rồi khi Ngài trước khi Ngài mất á, Ngài mới ngồi trên cái tảng đá, Ngài để vào một bài kệ: tôi đây là Di Lặc hóa thân, thường xuất hiện trước mặt người đời mà người đời không biết tôi là ai. Khi Ngài mất đi rồi người ta mới nói: ô, thì ra là hòa thượng này là ứng thân của Ngài Di Lặc. Từ đó mới tạo cái tượng Di Lặc bằng cái hình tướng hòa thượng đó thờ, chứ Phật Di Lặc đâu phải tướng đó. Cũng giống như bây giờ mình tạo cái tượng Đức Phật nằm Niết Bàn, Ngài nghỉ đó. Khi Đức, cái đó là trạng thái của Đức Phật khi mà Đức Phật nằm nghỉ ngơi. Bây giờ mình tạo lên để biểu tượng rằng à, đây là cái dáng, cái tướng của Đức Thế Tôn khi Ngài nằm. Thì bây giờ cái xây tháp cũng vậy, thủy chung Phật cũng không hề biểu mình tạo cái tượng gì của Ngài đó. Không có bằng Bồ Tát nào biểu tạo gì hết. Mình tạo để mình kính ngưỡng, mình học hành thôi. Bây giờ các cái tháp của chư vị hòa thượng, bản thân các ngài không đòi hỏi gì nữa. Nhưng mà chúng ta là người sao, mỗi một vị biểu tượng một đức hạnh thì chúng ta xây lên để nhìn cái biểu tướng đó mà nhớ hạnh. Như hôm rồi Pháp Hoàng có nói, Đức Phật có 5 biểu tướng. Bây giờ quý vị thấy ngài, cái đó ở đâu là biết là biểu tướng của Phật. Thứ nhất cây bồ đề, thứ hai là cái tháp, thứ ba là hoa sen, thứ tư là bánh xe pháp, cái bánh xe điểm pháp, thứ năm là tượng Phật. Nó năm cái đó là 5 biểu tướng của Phật. Ví dụ mình đi đến một cái chỗ nào đó, thấy một cây bồ đề, dù không có tượng Phật gì nhưng mà đây là biểu tượng cho Phật, đó là biểu tướng của Phật. Ông rồi Pháp Hòa đi Hàn Quốc, thì bên Hàn Quốc là đa số là chùa Phật có rau. Ở bên bên Nhật Bổn cũng vậy. Thì các vị mới đặt câu hỏi là tại sao Phật có rau. Thì Pháp Hoàng có nói cái bài nói chuyện đó: biểu tướng rau bát tự trên tượng Phật. Cái rau đó gọi là rau bát tự. Mà cái đó không phải là tự nhiên mình làm, mà nó có cái lý do từ cái thời đại nào. Vì những tượng Phật nó đi qua những cái thời đại. Quý vị nghe cái bài đó rồi quý vị. Thôi thì bây giờ được chưa? Biết chắc ăn hay chắc chết. Đem về ông nghe à, không chịu chết chắc à. Thôi thưa đại chúng, sáng hôm nay mình cũng cố gắng dành một giờ đồng hồ để trả lời một số câu hỏi, tuy nhiên cũng còn sót lại một vài câu, nhưng mà hết giờ rồi. Thì thôi Pháp Hòa xin hẹn những câu này ở một dịp khác. Ngày hôm qua bên chùa Pháp Quang cũng còn sót lại một vài câu hỏi, Pháp Hòa sẽ giữ những câu hỏi đó để trong những cái bài nói chuyện tới. Hy vọng là chúng sẽ được nghe rồi. Dĩ nhiên là những câu trả lời Pháp Hòa chắc có lẽ cũng không giải tỏa được bao nhiêu điều cho quý vị đâu. Nhưng mà thì thôi, hỏi thì phải nói. Thì quý vị có thể là có một chút gì đó để cho mình có một khái niệm để mình mở thêm bằng cái tuệ giác của mình. Thì có điều gì sơ sót thì mong đại chúng lượng thứ cho. Hay như là phần bây giờ chúng ta sẽ... Thưa đại chúng, chương trình của chúng ta là sau khi chúng ta hết giờ ở đây thì quý vị giải lao chút ít rồi chuẩn bị đất đi. Và xin hôm nay xin mời toàn thể đại chúng chúng ta tham dự buổi tuần trưa đông đủ. Vì sau buổi tuần trưa này chúng ta sẽ hồi hướng ở như thường lệ ở ngoài Đài Quán Âm. Và sau đó thì chúng ta đất đi lúc 2 giờ trở vào chánh điện để chúng ta làm lễ bế mạc. Thì rất mong quý vị ngày hôm nay đã đến đây rồi thì dành thời giờ ở đây thêm một ngày nữa để chúng ta có mặt với nhau trọn vẹn trong mỗi ngày. Chúc đại chúng có được một ngày tình tu nữa an lạc, an chỉ là thành. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này chúng.
sanh.